Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp vận động toàn dân ủng hộ gạo hỗ trợ hộ nghèo phòng chống dịch COVID-19. Dự lễ ký có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh; đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Kế hoạch phối hợp được thực hiện từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5 năm 2020. Đối tượng vận động ủng hộ là cán bộ công chức viên chức, cán bộ chiến sĩ và người lao động trong các cơ quan đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Hình thức ủng hộ bằng gạo hoặc tiền mặt. Gạo được trao trực tiếp đến đối tượng là hộ nghèo, hộ gia đình trong vùng dịch phải cách ly. Theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, mức vận động cán bộ công chức viên chức, cán bộ chiến sĩ và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang tối thiểu một ngày lương, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ủng hộ với khả năng cao nhất. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh là đầu mối tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị và tầng lớp nhân dân. Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng khẳng định đây là hoạt động ý nghĩa, phát huy truyền thống tương thân tương ái, tương trợ, sẻ chia của dân tộc, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong việc ủng hộ để có thêm nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ thuộc vùng thiết lập cách ly để phòng chống dịch COVID-19, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng chí yêu cầu các nguồn kinh phí, gạo hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân được quản lý sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, đảm bảo công bằng để 100% hộ nghèo năm 2019 và hộ thuộc vùng thiết lập cách ly được nhận hỗ trợ, ưu tiên hoàn thành số gạo hỗ trợ cho hộ nghèo là 30kg một hộ. Hộ thuộc vùng thiết lập cách ly để phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ 20kg một hộ. Sở Y tế tiếp tục triển khai biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Sở Lao động Thương binh và Xã hội rà soát cung cấp cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh danh sách, số lượng, địa chỉ hộ nghèo được hỗ trợ. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, Hiệp hội các doanh nghiệp chỉ đạo vận động các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ theo khả năng. Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các sở ngành và các cơ quan có liên quan triển khai kế hoạch hiệu quả.